chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng com. Sau một cái thời gian bán xe đạp thể thao mà tôi sẽ nhận được rất là nhiều cái câu hỏi mà của cái người mà mới tiếp cận cái dòng xe đạp thể thao, đó là cái câu hỏi là với cái tốc độ nào thì đi nhanh nhất và với cái tốc độ nào thì đi chậm nhất và nhẹ nhất. Thì trong cái video này mình sẽ giải thích cho các bạn là với cái tốc độ nào thì xe sẽ đi chậm nhất và với cái tốc độ nào thì xe sẽ đi nhanh nhất và tại sao nó lại như vậy. Thì trong video này mình sẽ giải thích với các bạn là cái vấn đề là như vậy. Thì như các bạn thấy, tất cả các cái chiếc xe đạp thể thao thì đều được trang bị ít nhất là một đĩa và nhiều líp tầng đằng sau. Đây là đĩa, đây là bộ phận này gọi là đĩa và líp là đằng sau. Thì đĩa sẽ dẫn động líp để líp chuyển động và kèm theo quay bánh xe chuyển động bằng cái sợi xích này. Thế thì đẹp nhất là các cái xe thể thao là phải có những cái đĩa nhựa, cái líp nhiều tầng và có thể là đĩa một tầng. Ở trên ví dụ này tôi có cái chiếc xe này là chiếc xe Giant là đĩa 3 tầng. Đấy, các bạn có thể thấy là đĩa 1 2 3. Đó, 1 2 3. 3 tầng, còn nếu mà nhiều xe thì có 1 tầng thì chúng ta chỉ nói đến líp thôi. Đấy. Thế thì bây giờ mình giả thiết nếu như đây là xe một đĩa thì mình sẽ bỏ qua cái đĩa, tức là đĩa này sẽ giữ nguyên là chỉ đi một đĩa. Thì mình sẽ giải thích với các bạn là tại sao thay đổi líp thì lại thay đổi tốc độ. Đó. Và sẽ nhẹ đi. Thì như các bạn học về tỉ số truyền ở trong vật lý cấp 3 của mình chúng ta thì chúng ta sẽ biết là các bạn sẽ nhìn thấy là cái số răng của cái líp này nó sẽ thay đổi là lớn dần. Líp ngoài cùng thì nó ít răng nhất, còn líp trong cùng thì nhiều răng nhất. Thế thì đương nhiên với một cái vòng quay là mặc định của một vòng quay của đùi. Đây, ví dụ mình đạp một vòng thì với cái líp nhỏ thì một vòng quay của đùi thì tương đương với, tôi ví dụ là khoảng 5 vòng quay của líp, ví dụ như vậy. Thì khi tôi chuyển lên cái líp lớn thì một vòng quay của đùi chỉ quay được khoảng 3 vòng rưỡi đến 2 vòng của với số răng lớn mà thôi. Đấy, các bạn hình dung là tỉ số truyền. Thế thì khi mà mình đi với cái líp nhiều răng thì đương nhiên là xe sẽ đi chậm. Tại vì là một vòng quay đĩa của mình chỉ quay được khoảng 2 vòng líp thôi. Còn nếu khi mình đi với cái líp mà ít răng, có nghĩa là tỉ số truyền tăng đó, tỉ số truyền tăng, thì một vòng quay đùi đĩa của mình tương đương với 5 vòng quay của líp thì xe sẽ đi nhanh hơn. Đấy. Và khi các bạn lên số líp cao thì một vòng quay của đùi đĩa chỉ tương đương với hai vòng quay của líp thôi thì đương nhiên xe sẽ đi chậm hơn. Thế nhưng các bạn có học vật lý thì các bạn biết là lợi về lực thì thiệt về đường đi, và thiệt về đường đi thì lợi về lực, có nghĩa là các bạn dù sử dụng líp nhỏ để đi nhanh, có nghĩa là một vòng quay của đùi đĩa đi được 5 vòng quay của líp thì các bạn đương nhiên phải đạp lại. Đấy, lợi về đường đi thì thiệt về lực. Đấy là cái công thức ở trong vật lý cấp 3 của chúng ta đã được học. Đấy. Thế còn các bạn chuyển lên líp nhỏ thì đương nhiên là thiệt về đường đi nhưng mà lợi về lực, có nghĩa là các bạn đi chậm nhưng mà các bạn đạp sẽ rất là nhẹ. Đó là vật lý. Bởi vì lúc này một vòng quay của đùi đĩa thì chỉ cái líp chỉ quay được 2 vòng thôi. Thế nên là đi chậm nhưng mà các bạn sẽ được lợi về lực, có nghĩa là các bạn leo dốc hoặc là đi trở lặng hoặc là muốn đi thong dong rất là nhẹ nhàng, đạp nhẹ nhưng không nhanh được. Cũng giống như xe máy của chúng ta nó có số 1 và số 4, 1 2 3 4 ấy. Số 1 thì để leo dốc và bắt đầu khởi hành, nhưng mà cứ đi số 1 thì rất là chậm. Nên bắt đầu chúng ta phải chuyển số từ 2 3 4. Số 4 thì đi rất là nhanh nhưng để leo dốc thì số 4 rất là yếu. Thì các bạn cứ hình dung như vậy. Thì đây cái líp ngoài cùng này nó tương tự với số 4 của xe máy, tức là cái số này là số chạy nhanh nhất nhưng mà lại đạp với mất lực nhiều nhất. Nếu các bạn leo dốc bằng cái số này thì không thể leo được.
mà khi các bạn dùng để leo dốc hoặc đi tải lạng, hoặc là muốn thong dong, hoặc là muốn nhàn lực, thì các bạn phải lên lip, lip nhiều răng hơn để các bạn đi chậm hơn nhưng các bạn sẽ lợi về lực hơn. Thì đấy, lúc từ đầu tới cuối bây giờ mình đã trình bày với cái trường hợp là xe chỉ có một tầng đĩa. Thế thì bây giờ với xe nhiều tầng đĩa, mình lại lấy ví dụ là mình giữ nguyên níp, mình chỉ thay đổi đĩa, thì đương nhiên các bạn thấy những cái đĩa tầng đĩa trong này nó sẽ ít răng hơn những cái tầng đĩa ngoài cùng. Đấy, thì đương nhiên bây giờ mình ví dụ với một cái đĩa trong cùng này, mình đạp một vòng thì không thể bằng đĩa ngoài cùng này được. Đĩa ngoài cùng nó nhiều răng hơn, mình đạp một vòng đĩa thì cái líp nó quay 5 vòng. Nhưng mà với cái đĩa trong cùng này nó ít răng hơn, nó ít răng hơn rất là nhiều. Thì với một vòng đĩa, một vòng quay của đùi đĩa này, đó, một vòng quay của đùi đĩa với cái đùi đĩa nhỏ này, thì một vòng quay cái líp chỉ quay được 2 vòng thôi. Thì đương nhiên các bạn sẽ hình dung ra là nếu như mình để đĩa to thì mình sẽ đi nhanh hơn nhưng mình lại phải đạp lặng hơn. Còn nếu mình để đĩa nhỏ, mình sẽ đi chậm hơn nhưng mình sẽ đạp nhẹ hơn. Thì đương nhiên các bạn sẽ hình dung cái đĩa nhỏ và cái líp nhỏ sẽ dành cho những cái trong trường hợp là mình neo dốc, cái đĩa to hoặc với cái líp nhỏ thì sẽ dành trong trường hợp là mình đi muốn tốc độ nhanh nhưng mà đường bằng thôi, chứ còn đi leo dốc thì không leo được, bởi vì lúc đó sẽ mất rất là nhiều lực của các bạn. Nên là các bạn khi leo dốc thì sẽ có hai trường hợp sau các bạn có thể tùy chỉnh. Nên tại sao chiếc xe gọi là 21 tốc độ là như vậy? Tương đương với một tầng đĩa thì có 7 tốc độ của líp, thì chúng ta sẽ nhân lên với 3 tầng đĩa thì 7 x 3 bằng 21 tốc độ. Thì tương đương chúng ta, xe của chúng ta sẽ có 21 tốc độ tùy biến, tùy chỉnh theo cái sở thích đạp của chúng ta. Thì với một tầng đĩa này chúng ta sẽ có 7 tốc độ thay đổi của líp, thì với 3 tầng đĩa là 21 tốc độ. Thì các bạn có thể hai cách tùy chỉnh cái lực đạp sau. Một là các bạn giữ nguyên đĩa và các bạn thay đổi tầng líp để cho thay đổi cái tốc độ đạp nhanh chậm và độ lặng nhẹ. Thì như tôi đã giới thiệu rồi, líp càng to thì đạp càng chậm nhưng mà nhẹ, và líp càng nhỏ thì đạp càng nhanh nhưng mà lặng, giữ nguyên đĩa. Còn các bạn, cách thứ hai, các bạn có thể giữ nguyên níp và các bạn thay đổi đĩa, thì đĩa càng nhỏ đạp càng nhẹ nhưng xe đi chậm, đĩa càng to đạp càng lặng nhưng xe đi nhanh. Các bạn hình dung ạ, nó là tỷ số truyền. Với cái đĩa nhỏ thì ít răng hơn, tỷ số truyền ít hơn lên. Với mình đi với cái đĩa nhỏ thì cái bánh xe nó sẽ quay ít vòng hơn, còn mình đi với đĩa to thì bánh xe sẽ quay nhiều vòng hơn. Ở đây câu chuyện là mình giữ nguyên níp, còn nếu mình giữ nguyên đĩa thì mình sẽ thay đổi líp. Đấy, mình có thể hai cách chuyển số như vậy. Thì các bạn trong khi sử dụng xe đạp thể thao, các bạn thường sẽ chuyển số. Nhưng với mình, với tôi thì tôi sẽ thường là để giữ nguyên đĩa và tôi chỉ chuyển một vài tầng líp là phù hợp rồi. Còn với những người mà phải thay đổi địa hình thường xuyên, ví dụ là lúc thì leo núi, lúc thì đi đường bằng, thì các bạn có thể thay đổi bằng hai cách sau. Tức là một là giữ nguyên đĩa, chuyển líp lên, giữ nguyên đĩa, chuyển líp lên tại tầng cao để đạp nhẹ hơn, để leo dốc. Và khi các bạn muốn đi đường bằng thì các bạn chuyển đĩa về, chuyển líp về líp nhỏ nhất để đi nhanh. Hoặc các bạn có thể chuyển về đĩa nhỏ để leo dốc cho tốt. Còn nếu muốn đi đường bằng, giữ nguyên líp và chuyển về đĩa to để đi nhanh hơn. Như vậy mình đã giải thích với các bạn là tại sao chiếc xe chạy nhanh, chạy chậm, và khi chạy nhanh thì lại mất lực, và khi chạy chậm thì lại đạp rất là nhẹ nhưng mà chậm. Thì đương nhiên là về vật lý thì lợi về đường đi thì thiệt về lực, và lợi về lực thì thiệt về đường đi. Thì cái đấy thì mình sẽ lục lại trong những kiến thức vật lý cấp 3 của chúng mình. Thì như vậy các bạn đã tạm hình dung ra là câu hỏi là tại sao mà xe đạp này, thể thao lại có nhiều tốc độ như vậy, để cho mình thay đổi rất là nhiều tốc độ phù hợp với nhiều địa hình và cái lực đạp của từng người. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hiện tại YouTube có cho đặt quảng cáo tại những cái video của
của các cái kênh khác đặt quảng cáo để kiếm tiền. Nhưng với kênh của chúng tôi, một điểm khác biệt hoàn toàn là chúng tôi tắt hoàn toàn quảng cáo. Ngay tại thời điểm này chúng tôi tắt hoàn toàn quảng cáo để các bạn trải nghiệm video của chúng tôi một cách hoàn thiện nhất, không bị làm phiền bởi quảng cáo YouTube. Chúng tôi tắt hoàn toàn quảng cáo. Vì vậy các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like video và ấn subscribe kênh, bên cạnh có chiếc chuông, để ủng hộ chúng tôi làm những video mới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.